Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em Tuấn rất là vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong một video clip mới. Và ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu một chiếc đài mang màu sắc màu đỏ, trưng bày rất là đẹp. Và chiếc đài này thì nó có rất là nhiều kỷ niệm với người dân Việt Nam chúng ta thời kỳ những năm 1985. Một dòng đài sản xuất cũng khá là lâu năm rồi đúng không ạ? Tính đến thời điểm này thì nó đã khoảng độ 40 năm rồi. Xem nào, 1985 thì 15 cộng với 23 là gần 40 năm, 38 năm rồi. Cũng trải qua một cái khoảng thời gian cũng không phải là ngắn đúng không ạ? Và đây là một cây đài mà em Tuấn mới sưu tầm được các bác nhé. Dành cho bác nào yêu thích dòng JVC, model của nó là PCVK47, hay chúng ta còn gọi tắt là JVC VK47. Một dòng đài rất là nổi tiếng. Và chiếc đài này thì có thân hình cũ theo thời gian các bác nhé. Em phải dùng từ là cũ theo thời gian. Và nó đang hoạt động tốt các chức năng, gồm có băng cassette 2 cửa, radio FM AM, cũng như là đường kết nối điện thoại, máy tính, TV, thiết bị Bluetooth. Tiếng rất là hay nhá. Và chiếc này có cái giá thành rất là hợp lý. Tùy theo chất lượng, tùy theo độ mới, độ cũ thì chiếc đài nó sẽ có những cái giá thành khác nhau. Và chiếc đài này thì em đang giao lưu với giá là 2 triệu 500 ngàn đồng nhá, cho một chiếc đài JVC VK47 màu đỏ, đang hoạt động full chức năng và còn rất là đẹp. Thân nhựa thì nó chỉ có cũ thời gian thôi, còn nó lành lặn và sạch sẽ, không bị vỡ dập, bẻ vỡ một tí nào cả. Không có sơn lại các bác nhé. Em thì chuyên sưu tầm những dòng đài có cũ như thế nào, em ít khi em sơn lại lắm. Cái nào mà sơn thì em sẽ nói, nhưng mà em sẽ tôn trọng sự nguyên bản, nguyên zin của chiếc đài. Sau đây mời quý vị các bạn chúng ta cùng xem. Giá thì em Tuấn đã bao gồm phí ship, cũng như là bác nào mà chuyển khoản đủ thì em Tuấn sẽ tặng 2 cuốn băng. Còn bác nào mà cọc 500 ngàn thì em sẽ tặng các bác 1 cuốn băng. Chúng ta sẽ nhìn cái phần nhựa bóng ở trên phần mặt đằng trước này thì nó rất là đẹp nhá. Nhưng mà trước này thì có cái phần nhựa ở phía sau này, nhựa sần này thì nó hơi bị bạc theo năm tháng, theo thời gian rồi. Nhiều nhà họ để gần cửa sổ thì ánh nắng trực tiếp nó chiếu vào thì cái nhựa nó bị lão hóa đấy các bác nhá. Thế nhưng mà nó không bị bẻ dập một tí nào cả, tất cả nó đang còn nguyên vẹn và em Tuấn đang để nguyên bản, không có sơn, không có dặm lại tí sơn nào cả nên là nó còn nguyên bản. Và chúng ta xem thì chúng ta chơi cái phần mặt đằng trước này cũng rất là đẹp này. Đấy, trước này thì có cái quai sách zin, anten zin, núm nút là zin hết nhá, zin hết luôn, chưa bị lai tạp một tí nào cả. Đấy, lây mặt loa bên phải này, phần căng sắt vẫn đang còn rất là sạch nhá, đấy, không hề bị bong chóc hay là bị móc méo gì cả. Phía bên trái là phần loa bên trái này, đấy, cũng đang còn rất là đẹp nhá. Đấy, đây là mặt cục giữa, hai cửa băng này đang còn rất là trong nhá. Và chúng ta để ý cái phần phím này, trước này thì có bàn phím rất là đẹp nhá. Đấy, phần chrome vẫn đang còn rất là sáng. Đấy, chúng ta sẽ có một nút nguồn ở đây, ta tắt đi này, đèn báo nó sẽ mất và chúng ta bật lên thì đèn báo đỏ nó sẽ báo ở đây nhá. Tiếp theo là chúng ta quan tâm đến cái nút cần gạt chức năng này. Gạt sang bên trái là sẽ là băng cassette, ở giữa là kết nối aux, ở bên phải là radio, cần này là volume to nhỏ. Ở bên này sẽ là cân loa trái phải, để ở giữa sẽ là hai loa. Bên này là 5 cần gạt của equalizer thì chúng ta có chỉnh bát tép theo ý của mình. Trên này là dò sóng các bác nhé. Và ở đây sẽ có một cái nút cần gạt của phần radio, băng tần AM này, FM, SW1, SW2, file tuning. Những nút này thì chúng ta cũng không quan tâm tới. Ok. Và đây là phía sau của chiếc đài. Tem thông số đây nhé. Ok. Và sau đây em Tuấn sẽ mời quý vị các bạn chúng ta cùng test thử đoạn băng cassette nhé. Tiếng rất là hay. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem những thương nồng ấm đến với. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người thương gió phương trời. Âu người từng đi muôn nơi. Hay. Và tiếp theo em Tuấn sẽ test qua phần cửa B. Nước
năm xưa còn đây, trăng sáng soi đôi má gầy, nhưng nào xót xa tình ai. Đâu hoa bướm năm xưa còn đâu, hoa tắm hương lên mái đầu, hương người nắng mưa gái dầu. Tiếp theo chúng ta sẽ test qua phần radio. Chúng ta sẽ gạt nút chức năng này về bên phải nhé, về cuối cùng. Và có các cái diễn sướng đấy, khác, ví dụ như diễn sướng ở trên thuyền, diễn ngoài các cái diễn sướng trước đây, ví dụ như là trong một cái buổi tọa đàm của chúng ta, đây cũng là một cái diễn sướng mới, hoặc là trong một cái bữa ăn, một cái bữa. Cái cải tiến đổi mới như vậy cũng cần có cái rà soát để đánh giá đầy đủ, để sau nó làm cơ sở để sửa đổi trong nghị quyết. Tiếp theo chúng ta sẽ test qua phần line in. Ở bên cạnh em Tuấn đang có một cái công trình, họ đang cắt sắt khá là ồn nhá, mong các bác thông cảm cho em. Chúng ta sẽ nghe một đoạn của một cái tác phẩm ca nhạc ở bên guitar Lâm Thông. Tiếng rất là hay, tiếng rất là chậm và rất là hay nhá. Cùng hai luôn. Lặng buồn nhìn dòng sông đâu rồi bao kỷ niệm ngày xưa. Equalizer hoạt động rất là tốt các bác nhá. Hiệu ứng rất tốt. Dòng loa JVC thì chúng ta nghe nhạc vàng rất là hay. Loa trái này, loa phải, hai loa. Dòng loa JVC thì có một cái đặc điểm nổi trội là tiếng của nó rất là nhẹ nhàng, rất là mảnh mai, tiếng tép rất là tơi, nghe rất là hay. Đấy, em vừa mới kết nối với một thiết bị điện thoại và nó cho ra chất âm cực kỳ là ok luôn. Đấy, nó có cái chức năng kết nối AUX này thì nó cũng rất là tiện. Các bác nghe những bài nhạc mạng thì rất là nhiều chủ đề, rất là nhiều bài hay. Và chúng ta theo nghe theo cái sở thích của mình. Và giá thì trước đài em đang giao lưu với giá là 2.500.000 đồng và bao ship toàn quốc các bác nhé. Tất nhiên là dây jack em đã tặng các bác rồi, các bác về chỉ việc chơi thôi. Số điện thoại của em Tuấn là 0822111444 nhé. Các bác mua hàng có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin kết bạn Zalo cho em. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh. Xin cảm ơn nhé.